Kính thưa quý vị, ngày 22 tháng 11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã gửi giấy mời ông Ngô Thanh Long, thường trú Đồng Nai đến làm việc về các vấn đề liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream tại buổi giao lưu do bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tổ chức vào ngày 14 tháng 11. Ông Ngô Thanh Long là khách mời chính thức trong buổi livestream vào chiều ngày 14 tháng 11 tại khu du lịch Đại Nam. Ông Long có tài khoản Facebook và YouTube tên Long Ngô. Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này, sau khi nhận được công văn của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử về việc xác minh, xử lý vi phạm trên mạng tại buổi giao lưu của bà Nguyễn Phương Hằng, Sở đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua xác minh, cơ quan chức năng đã gửi thư mời đến ông Long làm việc để làm rõ những phát ngôn của ông tại buổi giao lưu do bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức hôm 14 tháng 11. Thời gian làm việc ông Long được ấn định vào sáng thứ Sáu 26 tháng 11. Trước đó, chiều 14 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức buổi giao lưu có sự tham gia của rất đông người tại khu du lịch Đại Nam, Bình Dương. Nhân vật chính của buổi giao lưu là vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và ba YouTuber, trong đó có ông Long Ngô. Chủ đề buổi giao lưu là người thật, việc thật và sự thật. Cũng như mọi buổi giao lưu khác, nội dung tập trung bóc phốt, chửi bới nghệ sĩ, các nhà báo và những người lên án việc bà Hằng livestream xúc phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong cuộc giao lưu, nhiều lần bà gọi nghệ sĩ, nhà báo bằng thằng, con. Đáng chú ý, tại buổi giao lưu, một khách mời chính thức là Long Ngô giao lưu trên sân khấu, nói rằng lực lượng đánh phá bà Nguyễn Phương Hằng có báo chí truyền thông phản động và báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh chị Nguyễn Phương Hằng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy nội dung phát ngôn như trên là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của báo chí cách mạng Việt Nam. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có liên quan đến vụ việc này. Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương phải gửi báo cáo kết quả xử lý về đơn vị này trước ngày 30 tháng 11. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO a vòng pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.